Xin chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình BBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin cập nhật cái tin rời chót về vấn đề thời tiết của Hoa Kỳ. Là cái trận bão tuyết có thể nói rằng suốt mấy chục năm nay mới xảy ra lần đầu tiên ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc Hoa Kỳ cũng như Canada. Vì cái ngọn gió lạnh buốt ở miền Bắc Cực thổi về làm cho nhiệt độ xuống đến hai ba chục độ. Và nhiều người đã chết Đến giờ này thì cho biết 56 người đã bị thiệt mạng. Riêng ở Buffalo trong cái ngày Giáng sinh còn đến hàng chục người bị chết. Và cái sự kiện này còn đang gia tăng. Thời tiết khủng khiếp, mấy chục ngàn chuyến bay trong mấy ngày nay đã bị cancel, hủy bỏ. Riêng ngày Giáng sinh cũng đã có vào khoảng 6 ngàn chuyến bay bị hủy bỏ. Cho nên đây là một trong những cái sự kiện lần đầu tiên xảy ra ở Hoa Kỳ suốt mấy chục năm qua. Rồi chúng ta là có bản tin nữa là cái thời tiết ảnh hưởng đến con người. Rất nhiều vấn đề làm Mon buôn bán khó khăn. Nhưng nền kinh tế của Hoa Kỳ so với các quốc gia khác vẫn nổi bật. Mặc dù gặp những cái chuyện như là đồng tiền điện tử rồi FTX rồi Bitcoin đồng tiền mã kim bị rất nhiều mang tay măng tiếng những cái người đứng đầu đã bị bắt đấy như cái tên đứng đầu bây giờ đang được tại ngoại với cái số tiền 270 triệu đô la và chờ ngày ra tòa đó là cái tên Brian Camphrey lũng đoạn hàng trăm triệu đô la nếu không muốn nói là hàng tỷ đô la tài sản của cái tên trẻ tuổi này có lúc nó lên đến 14 tỷ đô la và bây giờ đang bị suy sụp xuống còn vào khoảng độ hơn 1 tỷ giống như là Mark Zuckerberg có lúc nó lên đến 140 tỷ đô la giờ này còn vào khoảng độ gần 40 tỷ những cái tên trẻ tuổi ông bà mình có nói một câu rằng là cái gì nó mau đến thì nó sẽ mau đi Mỹ thì nó gọi là easy come easy go Cho nên Mark Zuckerberg là người cũng đã đi theo cái bọn gọi là Global, tức là cái bọn toàn cầu hóa của Deep State, tài phiệt, nó mua chuộc, đã tố cáo cũng như là Cộng sản Tàu mua chuộc. Mark Zuckerberg đã cung cấp hàng trăm triệu tin tức về cá nhân của những người dùng Facebook và đã bị tòa phạt đến hàng trăm triệu và giờ này thì cái vấn đề thị trường chứng khoán của Facebook sụt thê thảm có những lúc một ngày nó mất hàng trăm tỷ đô la cho nên kể từ hôm tháng 2 cho đến bây giờ Mark Zuckerberg không còn lối nào mà có thể phục hồi mặc dù Mark Zuckerberg đã đặt thêm một cái tổ chức gọi là Meta bởi vì Facebook thất bại trong khi đó thì Elon Musk mùa thuy nhiều người bảo Elon Musk sẽ phá sản nhưng đến giờ này thì lại hồi sinh hàng trăm triệu người đã ghi danh và đi theo mặc dầu biết rằng ông sẽ đưa cái lệnh và năm tới này là sẽ tính mỗi người 7 đồng 99 nếu muốn dùng thuy mà hàng trăm triệu người đã ghi danh ra nhập giống như là tổng thống Donald Trump chút sô sô của ông nhờ cái chỗ Twitter đã cấm Donald Trump không được lên Twitter mà ông đã lập riêng ra một cái chút social. Giờ này cũng có hàng trăm triệu người đang theo ông Donald Trump. Chỉ có những cái tên cộng sản nằm vùng, những cái tên cán bộ nó làm hại Donald Trump và nó bị chết. Có vậy thôi. Rồi chúng ta có một bản tin liên quan đến vấn đề Walmart ở bên Mississippi, rồi cái chỗ gọi là Mall of America, là một cái khu đô thị lớn nhất ở tiểu bang Minnesota trong mấy ngày nay xảy ra vấn đề bắn giết Trên rất nhiều bị thương đó là những cái điều là vì những cái tên lại phải nói đến một cái điều mà không ai thích đa số những cái tên thủ phạm đều là da đen Đấy, hôm qua cũng lại có một người đàn bà đi chợ đi phố đi mua shopping rồi bị một tên da đen bắn chết ở Indianapolis rồi như câu chuyện mấy ngày nay quý vị theo dõi ở Walmart Có một con bé da đen 21 tuổi Nó bắt một nhân viên để làm con tin Dí súng vào Và nó đã bị cảnh sát bắn chết Nó mới 21 tuổi thì tôi hỏi quý vị như vậy thì làm sao mà có thể ra đen lên lãnh đạo được? Trở lại lịch sử một tí cho vui. bọn Deep State nó đã đưa một tên da đen Barack Obama lên làm tổng thống mà nó cho làm đến hai nhiệm kỳ mà giờ quý vị thấy rằng Barack Obama có làm gì được cho Hoa Kỳ đâu ngoại trừ vấn đề đánh phá lập ra Black Lives Matter lập ra Antifa lập ra ISIS để giết người mà nó vẫn nhớ nhơ để rồi nó viết sách cho bọn tài phiệt mua nó kiếm hàng chục triệu đô la Quý vị cứ thành thật mà nói Mở ra lại những cái Youtube Thời Donald Trump làm Tổng thống 4 năm Cả thế giới đều ngưỡng mộ Chưa có một ông Tổng thống nào Được Tàu Cộng Tập Cẩm Bình Mở cửa tự cấm thành Mà rước vào dùng yến tiệc Như là một vị đại hoàng đế Chưa có Từ trước đến giờ Và từ giờ về sau Vậy mà Donald Trump vẫn phạt Tập Cẩm Bình 25 tỷ đô la cho loại 100 tỷ đô la hàng hóa. Suốt mấy năm phạt hàng trăm tỷ. Chưa có một vị tổng thống nào đến Ấn Độ mà được chính phủ và nhân dân hàng trăm triệu người đón tiếp. Quý vị mở YouTube lại cuộc viếng thăm của Donald Trump ở Ấn Độ. Tổng thống Ấn rồi Thủ tướng Modi đã phải làm một cái khán đà riêng cho ông Tổng thống Donald Trump thảm đỏ chạy hàng cây số để mà chào mừng để cho ông đi duyệt binh Ấn Độ mà một mình ông đứng ở trên khán đài danh dự còn tổng thống ấn đến thủ tướng ấn rồi đệ nhất phu nhân và quan khách đứng ở trong một cái lều khác đấy là một cái vinh dự mà không ai có chưa đến saudi arabia tổng thống trump còn được vua của saudi arabia trao cho cái kiếm lệnh của một hoàng gia cai trị đất nước nó tóm lại ông đi đến đâu là tiền hô hậu ủng mà cả thế giới đều ngưỡng mộ trong khi đến tàu quý vị nhớ barack obama không nó không cho xuống cửa chính chứ đừng nói chuyện thảm đỏ không bao giờ có mà nó bắt chui cái đuôi tàu bay mà xuống hình con đấy quý vị bảo tôi nó xấu đi mấy tôi nói đúng thì quý vị phải chịu khó mà nghe trong khi Donald Trump đến tàu tập cẩm bình cha con tàu bầu đoàn thê tử ra đứng đón tiếp ngay tận cửa tàu bay rồi trải thảm đỏ để mà chào đón rồi đưa vào xe về từ Cấm Thành. Tổng thống Donald Trump đi đến đâu đều là tiền hô hậu ủng, chính phủ cũng như là nhân dân của các quốc gia sở tại cả người không hết lời. Còn tổng thống Donald Trump được qua bên Anh Quốc, quý vị nhớ cái tên thị trưởng đô trưởng của London là cái tên Amikan, nó là người hồi giáo gốc. Pakistan. Nó tuyên bố là cấm Donald Trump đến Anh Quốc. Và nó bảo thủ đô London không đón tiếp Donald Trump. Rồi quý vị biết ai mời không? Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng gia Anh. Và chính phủ Anh mời Donald Trump công du Anh Quốc. Hình con, nữ hoàng chính thức mở yến tiệc thiết đãi tổng thống Donald Trump hàng ngàn quan khách. Cho nên từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, từ Bắc xuống Nam, tất cả các tổng thống Hoa Kỳ chưa có một người nào được cái vinh dự như Donald Trump. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2, xin cảm ơn quý vị.